Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kè. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Building Simulator. Thì trong game này mình sẽ trở thành thợ hồ đó, thợ chính luôn nha. Thì trong game này mình sẽ xây dựng ra những cái thứ mà mình đang có cái bản thiết kế sẵn đây. Ví dụ như cây rồi, phải lít dưới đây hả? À ok ok, đó đang tutorial, mình coi cái đó kính sau. Biết rồi, ồ có rebirth luôn nè. 265 là mình được rebirth, nhưng mà mình rebirth 2 lần thì mình mới có turn gold được cái này. Phải vậy, coi như là theo như cái này nó nói là rebirth lần đầu tiên là không có cái quần gì đó. Rebirth lần đầu tiên là giống như là không rebirth gì đó, mang tới rebirth mà không được gì đó. À ok thôi, bây giờ là mình sẽ lít thôi. À quên, game này hiện tại bây giờ đang có một cái code. Đâu rồi ta, mình nhập code đây ấy, release redeem. Ok, và đó cho mình một cái con bé, không phải bé mà là một cái ông thợ hồ, ổng đi theo mình. Ở thợ hồ này mình sẽ đặt tên là Vami Thúi. không biết nó có à, chữ Thúi không cho mới ghê chứ. Ai Vami, Vami Thúi, giết liền đi ấy. Ok trời, nó không cho luôn, đậu không cái có cái từ Thúi rồi nó không cho. Quá đáng thì chứ. Ok xong đây, họ phụ hồ đi theo mình, đây là thằng Vami Điếm Thúi nha. Rồi bây giờ game này á là có lợi thế là mình sử dụng Oculus rất là hay, rất lên rất là nhanh, nên là mọi người chơi game này đừng có dạy dột mà ngồi lít nha, hư chuột ấy. Đây không phải là chuyện để đùa. Ok ấy, bây giờ mình chỉ cần lên khoảng 40 thôi là mình sẽ mở được một cái blueprint mới, một cái bản thiết kế mới. Ồ, bây giờ mình sẽ thiết kế cái bàn ư. Mà game này nó hay một cái là do cái lộn animation của nó cũng đẹp hết chứ, thấy không? Khi mà mình lít cái đầu á là nó sẽ nhảy lên những cái thành phần của cái bàn, rất là đẹp. Ok, 41, bây giờ là phiền mình lên cũng khá là nhanh đây. Bây giờ mình chắc mình lên khoảng 200 mấy luôn đi. Chắc mình lên khoảng 200 mấy để mình rebirth luôn cũng được, chứ giờ để nó không thì cũng lâu lắm. À mà khoan, trước khi đó mình vô cắt kẹ, mất con bấm lộn nữa, mệt. Bây giờ mình sẽ vô phương mình coi trước nè. Ở đầu tiên là nó đưa mình có mỗi cái cây không, mà cây mình xây không biết mình xây kiểu gì nữa, làm giống như magic đồ vậy, phù thủy ngồi lứt cây như đúng rồi. Nó đầu tiên tiếp theo là cái đá nè, coi là 220 nè, mà trong khi là 200 mấy là mình được rebirth rồi. Quét con trăm cư à, cũng rẻ đấy chứ. Nhưng mà theo như mình nghĩ là mới rebirth lần đầu thì mình không cần phải mua đâu, một con một thằng Vami không là đủ mà, là không cần nhiều thằng Vami đâu. Nhiều mệt lắm. Ok, và bây giờ mình sẽ đi ra xây tiếp. Bấm lộn rồi. Đây hỏi xây đúng nhanh luôn không, có ông rất là trời ơi, phải nói là mặc nhiên là nó xây cực kỳ nhanh luôn. Rồi ông nó, cái tay của mình đang đứng giống như là đang quay tay. Thiệt luôn, mấy thanh niên này sao mà cứ xây cái cây hoài vậy trời, có đủ tiền là đi mua cái blueprint mới liền, được xây cây. Xây cây nó rất là phế lắm luôn ấy. Mà game này theo như mình đoán là chắc mọi người cũng sẽ lười rebirth. Đây, vô đây coi là biết là sao lười rebirth liền nè. Nhưng mà mình cũng sẽ trải nghiệm thử cái rebirth của nó, lên rebirth khoảng lần thứ 3 nha hả. Vậy ở đâu lần thứ 2 chứ, tại vì khi mình rebirth 2 lần là mình sẽ chân gold được thằng table, 3 lần là table, 3 lộn, 2 lần là tree, 3 lần là table nè. Trời ơi, nói chung là rebirth thì nó rất là khó khăn. Ê, đủ tiền rebirth rồi, quên. À, ok, bây giờ mình sẽ rebirth thử nha. Đấy, rebirth tiếp theo là 2800k, thấy rồi đó. Oh man, nó không cho luôn mới ghê chứ. À, bây giờ là mình sẽ... nó mất hết rồi mà. Mất luôn cái blueprint mình mới mua trước luôn. Ê, bây giờ mới rebirth một lần, mình không thể nào mình chân gold được. Bây giờ mình sẽ cố gắng lên rebirth lần thứ hai. Nói chung là rebirth lần đầu với rebirth lần một nó không khác gì. Nó rất là trời ơi, đất hỡi, thiệt luôn đó chứ. Không coi, mọi người thấy chị nổi chứ, giờ ngồi phải ngồi lít như nè. Đó trời ơi, bây giờ cái thằng
cái thằng đi theo mình, cái thằng Bami đi theo mình nó không làm ăn được gì hết. Ok, đủ rồi. Bây giờ mình sẽ mua tiếp cái table để 530. Ok, mình sẽ để dành lên 530 để mua cái bản thiết kế mới. Trời, 530 mà đi kiểu này chắc mình xây cỡ chừng 11 cái, 12 cái. 12 cái, 13 cái bàn mới đủ tiền. 13 cái bàn mới đủ tiền để mua cái kia. À, thiệt tình chứ. Ok, 13 cái bàn bây giờ mới xài, nãy giờ mới có 2 3 cái thôi mà được 230 rồi. Cũng nhanh đấy chứ. Nhưng mà mình không biết là mình nên, à không, mình nghĩ chắc là mình nên lên cái bản thiết kế mới rồi mình hên thẳng lên cái build mới đi. Giờ cái game này nó mới cho mình đúng có một code thôi, mình không thể nào làm ăn được gì hết. Nó không thà nó cho mình tiền đi, không cho đâu. Nó cho mình quỷ bét làm gì, là quỷ người làm này làm gì. Giờ đặt tên cho nó Vami mà nó làm ăn gì đâu mà không được cái gì hết trơn. Nói ra biết, không biết Vami nó có bị hắc xì không đó. Chỉ sợ nó mà biết được là nó chửi không ghê. Không, mọi người thấy là không, trong khi là ai mình quay là như là cái mấy quạt đó, còn nó đập như đập rùi thiệt luôn. Ok, 500 mấy rồi, trời ơi nhanh thiệt chứ, quá nhanh luôn. 530 nè. Ok, ok, mình phải xây xong cái này mới được, khó thế. Ôi, một con cá voi nhà táng. Nói chung là cá voi là được rồi, thêm chữ nhà táng vô nhiều khi mất công khó hiểu, cá voi là được rồi. À, nhưng mà mình xây cái do lên tới 2008 là mình đủ. Ok đấy, bây giờ là ngồi lít rồi, ơi ngồi lít 200-300 mấy đô xìu sâu thấu trời. À, 300 mấy đô mà không có âu của lít luôn, nó xác định là nghỉ chơi, nghỉ lộn quăng con chuột luôn. Lít chừng vài lần thôi, lít chừng hết game thôi là giục con chuột được rồi. Ok, bây giờ mình phải nâng cấp cái quần của mình lên đó. Wow, một con cá voi. Nó giống Lego thôi. Ừ, nó là Lego mà. Có khác gì đâu. Ok, mình sẽ vô quần, mình sẽ nâng cấp lên. Đây là một cái cục stone, một cục đá. Và rồi xong. Thà là tôi không nâng cấp. Ờ ha, thôi kệ nó, lỡ rồi mua luôn cái đám heaver lên luôn cho rồi đi chứ. Một con nữa, đặt thanh niên này là bao map đi đó. Bao map equip. Bao map nó không cho nani cách ra, không biết nó có trời không, nó không ở từ bảo, nó không chịu rồi thì thua. Thua luôn á chứ. À được nè, trời ơi. Phải ghi chỗ ra nó mới chịu nani. Ok, giờ là mình đã có hai đứa Bami và bao hợp. Lại trời, hai đứa đó nó không chửi mình. Lại trời, hai đứa đó nó không chửi mình, nó mà chửi là chắc không biết đường đâu mà né luôn hết chứ. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xây dựng con này để mà mình lên khoảng 2000 mấy, mình rebirth luôn. Đó là mình chắc chắn là mình sẽ xây dựng được một con ha, mình có cần phải rebirth không á? Thôi kệ, rebirth cho mọi người thấy luôn đi, để mọi người biết là có nên xác định là rebirth hay không. Tại vì rebirth nó rất là tốn tiền. Bây giờ 2008 vậy chứ, bây giờ mình nghĩ rebirth lần thứ lên lần thứ 3 thôi là mình nghĩ chắc nó cũng vay gấp cái 10 lần, mười mấy lần ấy chứ. Không sướng đâu. Ok, rồi. Giờ mới cục đá không mà ngồi quay tay là đã thấy mệt nghỉ rồi. Nghĩ sao vậy, ngồi bây giờ mới nổi mà xây một cái con nha, cái voi thôi là mệt nghỉ rồi. Đã vậy thêm hàng kia nó làm ăn lâu la nữa chứ. Thiệt luôn, ba mi chứ bỏ mập nó làm ăn lâu la thiệt chứ. Lại trời, đừng cho nó coi cái clip này bắt công nó chửi. Thiệt luôn. 2002 rồi, thêm khoảng chừng 2 con nữa thôi là mình sẽ đủ. Ok, một con nữa. Mà khoan, để mình coi cho chắc ăn đi. Mình đang coi đây, 2008 lần. Thêm con này nữa là đủ rồi. Giời ơi, nhanh mà. Nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Ôi giời,
sướng, không phải lít chuột. Khỏe. Rebirth cái coi. Rebirth đây, mình rebirth là được 2 lần rồi. Bây giờ là mình sẽ sinh gold. À quên, mình đang sinh gold. Mình quên sinh gold. Đây, sinh gold nha mọi người. Đấy, sinh gold một phát là lên được golden luôn. Golden này nó sẽ có gì hot? Ví dụ như cái cây của mình đây, hồi nãy là 5 đô phải không? Bây giờ lên 15 đô. Click vô. Đó. Ui, cái cây bằng vàng luôn. Wow, cây vàng. Ghê. Đấy, nhưng mà chỉ được có một mới rebirth hai lần mà chỉ được có mỗi thằng này bằng vàng thôi đó. Nên là mình rất nản khi mà lên level đi rebirth như thế này, mệt lắm. Mà thôi kệ, nhờ nó mà mình... cái này đúng chất cây vàng đúng không? Trời ơi trời, đi cái đâu là tiền, lên cái đó nó phải nói là nó phê vái chứ, phê cực kỳ. 40 là đủ tiền, là 530. Nhưng mà thôi bây giờ là mình sẽ không thuê thêm phù hồ nữa, mình đi mua cái cun. Mình mua cục đá lên đặt cho nó lẹ, thấy không? Rồi đó, bây giờ là một hành trình. Bạch. Trời ơi, bây giờ một phát một là lên luôn. Vãi. Một phát một lên luôn. Man, khỏi cần hai thằng kia làm gì luôn. Trời ơi. Thằng kia chỉ cần đi theo chơi thôi đó. Trời ơi, xây nhanh tới mức mà cái cây nó xô lên không kịp, nó không kịp thả ra luôn mà. Trời ơi, kinh thật. Thật là khủng khiếp. 300 mấy rồi. À thôi, 400 mấy rồi. Bây giờ chắc mình sẽ 530 hả? Ừ thôi, chắc lên 530 luôn đi. Vậy đi cho lẹ, lên 530 mà đi trồng mấy cái cây này lên 530 cũng được rồi. Ok, để mình nhập code vô cái release là code ở. Ok. 500 rồi. Bây giờ mình chỉ cần book rồi. Xong, bây giờ lên cái tiếp theo là bao nhiêu đây? 5600. Trời ơi là trời, cục đá công nhận phải nói là nó xây cái này lâu thiệt ha. À, mình nghĩ chắc để mà lên được cái tuần tiếp theo cũng 2000 mấy á, nên là chắc thôi mình lên 2000 mấy đi. Mình nghĩ mình nên lên cái blueprint tiếp theo. Mình nghĩ mình nên lên blueprint tiếp theo rồi mình hẳn nâng cấp cái tuần sau. Ok, đó, xây bây giờ xây cái mặt nhà tán nè, đó. Lạng quạng nó tán xéo hàng luôn. Hảo lạng quạng Kia. Mốt là có clip Kia bị hai này tán là hiểu rồi nha. Ok. Trời ơi, thanh niên này để cho hai quest làm là xác định nó biết chừng nào xong luôn á. Game này phải để overlist. Trời ơi, thiệt luôn, game này phải bật overlist. Không bật overlist là xác định. Cày cho sướng mỏ. Lít cho sướng cái tai luôn. Thừ mấy con chuột luôn. Hiện tại giờ trong đây là chỉ có mỗi mình là lên rebirth lên, dám rebirth lên được 2 lần thôi đó. Hồi nãy là đi qua thử, ngó qua thử vài cái level ở vài cái server thôi. Là thấy một nồi đám thanh niên là không dám rebirth luôn. Thiệt luôn, không ai dám rebirth luôn. Hầu như là toàn tự để cho nó lên, cố gắng lên nhiều tiền thôi chứ. Ở đâu mà tự cày lên nhiều tiền thôi chứ không cần rebirth luôn. Tại vì cái game này làm ra rebirth rất là lỗ thiệt luôn chứ. Thà rebirth lần đầu nó cho mình lên cái cây đi. Ừ, rebirth lần 2 cho lên cái bàn đi, không chịu đâu. Nó phải để rebirth lần 1, lần 2 giống như rebirth lần 1 không như rebirth vậy đó. Bởi vậy không biết game này thọ không nữa. Thề luôn, không biết game này thọ không. Tôi thấy phiêu quá, phiêu nhiêu mình cực lạc luôn á.
Ok. Đấy, bây giờ để cho hai thằng quỷ này nó ngồi nó làm thôi, thà tôi tự làm cho khỏe đi. Được bao nhiêu rồi? Được 4.900 rồi. 5.600 không? Đi chừng 2-3 lần nữa thôi là đủ. Đó, thêm một lần nữa là mình sẽ đủ nè. Bây giờ xong lần này nữa là đủ luôn. Ok. Wow. Sướng rồi. Rebirth Tycoon. À quên, đâu phải Rebirth Tycoon đâu. Quên. 5.600. Sẽ tăng luôn. Wow. Ồ, bây giờ mình sẽ xe căng nha mọi người. Sướng. Trời, cuối cùng là nó lên mấy cái sườn trước nè. À, nó lên cái dòng xích trước. Rồi sau đó nó mới lên mấy cái bánh nè. Đó, mấy cái bánh đâu? Ủa, quay đồ bánh. Trời ơi, ông nội ơi, bây giờ cái bánh nó mới lên. Trời, bây giờ nó bắt đầu nó lòi luôn mấy cái dòng trục ra luôn rồi. Kinh thật. Ok, đó, trời lên được cái máng rồi. Wow. Sẽ căng luôn. Yes. Đứng đây là chuẩn luôn nè. Rồi. Yeah, trời ngồi được luôn. Nani. Ôi có thành cấp độ ở dưới luôn nè mọi người. Cái gì ấy, tôi có thể xây dựng được xe tăng có thể chạy được ư? Ở này không biết luôn nha. Wow. Nani. Oh, để chân thôi không chạy được nha mọi người, để chân thôi không chạy được. Thì cần chứ. Rồi xây được cái xe tăng luôn. Thơm, nhưng mà xe tăng này mình phải mua cục đá hay là mình mua cục vít gì đó thì mình mới xây nhanh được. Đây cái cô dít nè, 2.700 lận. Ơi mình đủ tiền mua luôn mà, trời easy. Nó xây thành chiếc nữa mà quên, bây giờ mình xây chiếc này xong chiếc kia bảo đảm mất chắc luôn. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đua subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.